Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022, từ Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, bài viết trên báo Quân đội Nhân dân do tác giả là Thăng Long đã làm cho tôi hôm nay rất là phiền hà. Bạn bè người này người nọ gọi cho tôi có những cú điện thoại unidentified nữa, khích lệ tôi hãy vững tâm, nhưng cũng có cú điện thoại. Tôi nghĩ đây là những người chống cộng cực đoan giả danh cựu chiến binh. Vì họ nói họ tin tưởng vào báo Quân đội Nhân dân, mà báo Quân đội Nhân dân đã viết như vậy, thì tức là Hoàng Diêu Hùng là lương lẹo, theo đảng Việt Tân phá hoại đất nước, thì người đó hăm dọa tính mạng của tôi. Chính vì những điều đó tôi cảm thấy rằng tôi phải có đôi lời kiến nghị đến tổng biên tập cũng như là ban biên tập của báo Quân đội Nhân dân. Phải giải quyết vụ này như thế nào chứ? Đâu thể để như thế này được. Thì tôi có thảo một đơn kiến nghị gửi đến báo Quân đội Nhân dân. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, Phòng Tư ký Tòa soạn số 7 Phan Đình Phùng, phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, với email là tkts, tức là Tổng Thư ký Tòa soạn Hà Nội, @gmail.com, và một email nữa trên điện tử, đó là điện tử bqd, tức là báo quân đội, @gmail.com. Đó là nơi mà tôi gửi đến. Thì tựa đề tôi gửi đến đó là đơn kiến nghị đến tổng biên tập và ban biên tập báo Quân đội Nhân dân. Đó là tựa đề tôi gửi đến. Kính gửi Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng kính gửi đến ban biên tập báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và đồng kính gửi đến Tổng lãnh sự Houston là nơi tôi sinh sống. Thì tôi phải báo cáo đó là kính tường ở tại Tổng lãnh sự của Houston. Đó là nguyên tắc, thưa quý thánh giả. Tôi tên là Aloysius Duy Hùng Hoàng, viết tắt là Ao Hoàng, tự là Hoàng Duy Hùng, là luật sư đang hành nghề tại Houston. Trước đây, tôi từng là người chống cộng cực đoan. Các hành vi chống cộng của tôi tin Bộ Công an Việt Nam và Tổng lãnh sự ở Houston đã có đầy đủ, và tôi đã từng công khai trên các mạng xã hội, nhất là trên kênh YouTube của tôi, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Tôi cũng từng là chủ tịch cộng đồng người Việt Houston và vùng phụ cận 2007 đến 2010, và là nghị viên hai nhiệm kỳ của Houston 2010 đến năm 2014. Năm 2010, khi còn là nghị viên, khi nghe Thủ tướng Lý Hiển Long thuyết trình dân tộc nào mà phân hóa, vì tồn động lịch sử hay vì bất cứ lý do nào, sự phân hóa đó là món mồi ngon cho các dân tộc khác sâu xé. Khi ấy, cộng đồng Việt Nam ở Houston phân hóa trầm trọng. Chính sự phân hóa này đã là cái cớ cho các cộng đồng khác tranh lấy những quyền lợi mà cộng đồng Việt Nam đáng được hưởng. Nên lấy ý của Thủ tướng Lý Hiển Long, tôi viết bài Cách mạng trắng để khuyên can người dân Việt Nam ở Houston cần làm cách mạng bản thân, trắng trong con tim, trắng trong suy nghĩ, trắng trong hành động. Vì cộng đồng Việt ở Houston là cộng đồng say mê đa đảng và chống cộng. Khi ấy tôi cũng còn mê đa đảng, nên tôi khuyên họ nếu có bất đồng với nhà nước Việt Nam thì hãy đối thoại chứ không phải chống đối, vì theo tôi, đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước là quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam. Sau này, tôi có đóng lại thành quyển sách và đã tặng cho Tổng lãnh sự Houston và các quan chức Việt Nam khi tới Houston. Tới năm 2017, tôi làm nhiều chương trình trên truyền thông ở Việt Nam, phân tích ưu và khuyết điểm của đa đảng và đơn đảng. Tôi nhận ra thể chế đơn đảng ở Việt Nam là tốt nhất. Và vì sợ dân chúng ở Việt Nam ngộ nhận tôi viết cách mạng trắng là làm cách mạng chính trị, mà trong thực tế đó là cách mạng bản thân và xã hội,
nên tôi đã công khai vất quyển cách mạng trắng vào thùng rác. Trong thời gian năm 2013, khi còn làm nghị viên Houston, tôi đã được Bộ Ngoại giao qua Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và Tổng lãnh sự ở Houston mời về Việt Nam 2 tuần để làm tiền trạm cho việc kết nghĩa chị em giữa Houston và Đà Nẵng. Trước khi tôi được mời vào Việt Nam, thì lý lịch của tôi Bộ Công an nắm rất vững. Từng bước đi của tôi từ đó đến nay, phải nói Bộ Công an Việt Nam biết tôi còn hơn tôi biết chính tôi. Vì có những sự kiện tôi quên, nhưng Bộ Công an thì đã lưu vào máy vi tính thì không quên được. Chính vì chuyện đi Việt Nam năm 2013 của tôi, cố gắng kết nối Houston và Đà Nẵng, đem lại quyền lợi tốt nhất cho 2 thành phố. Tôi đã từng bị những người chống cộng cực đoan ở Houston biểu tình ngay trước tư gia của tôi. Họ cũng còn đặt bom tự chế thề giết cả gia đình tôi, nên chính quyền ở Houston đã phải can thiệp. Sau chuyến đi về Việt Nam năm 2013, tôi nhận ra nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ xướng lên tinh thần hòa hợp dân tộc, đoàn kết trong và ngoài nước là quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam. Tôi quyết tâm trở về với Tổ quốc. Nhưng những người chống cộng cực đoan, nhất là Đảng Việt Tân, quyết tâm đánh phá con đường quay trở về Tổ quốc của tôi. Vì sự trở về của tôi thành công thì bộ mặt thật của họ bị lộ diện, không còn làm ăn quyên tiền ở hải ngoại được nữa. Họ liên tục tấn công tôi tới tấp với mọi chiêu trò dơ bẩn, không từ một chiêu thức nào, nên tôi thất cử, gia đình tan vỡ, không còn nỗi đau nào mà tôi không trải qua. Tôi mà trở về với Tổ quốc thành công thì là nhân chứng sống nghị quyết 36 của Đảng là thật, chứ không phải như những người chống cộng cực đoan, nhất là Việt Tân, hay rêu rao đó là cái bẫy lừa người hải ngoại về, rồi hốt hết tiền của bỏ tù cho danh bại thân liệt, tan gia bại sản. Ngày 30 tháng 4 năm 2020, tôi chính thức hạ cờ vàng 3 sọc đỏ ở trong tư gia nơi tôi làm việc, và thượng cờ Tổ quốc đỏ sao vàng lên. Bọn chống cộng cực đoan nổi điên lên vì hành động này của tôi. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn tấn công tôi, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của tôi, tin tưởng vào Đảng Cộng sản và nghị quyết 36 hòa hợp dân tộc. Và quý khán thính giả cũng đã thấy cờ của Tổ quốc vẫn hiên ngang ở tại nơi phòng tư gia làm việc của tôi. Tôi đâu có rút xuống bao giờ. Tôi trân trọng cờ Tổ quốc. Tôi đã phải cam chịu không biết bao nhiêu là đắng cay về chuyện này. Cũng chính vì hành động đó của tôi, khi tôi về nước năm 2020 và 2022, tôi đã được các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo như Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung tướng Trịnh Lương Hy và nhiều vị tướng tá đã về hưu, đón tiếp động viên khích lệ tôi kiên trì trên con đường trở về Tổ quốc. Cũng chính quyết tâm này của tôi nên báo Nhân dân đã có nhiều bài viết về tôi và đăng nhiều bài do tôi viết. Và tôi cũng đã có một bài giải chung kết búa liềm vàng vào năm 2022. Nhiều báo chí và truyền hình chính thống trong nước cũng theo chân báo Nhân dân viết bài và đăng bài tôi. Trong đó về báo chí thì có báo Đại Đoàn Kết của Trung ương Mặt trận Tổ quốc, báo Dân Trí, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh và ngay chính cả báo Quân đội Nhân dân của quý vị. Về truyền hình thì có VTV1, truyền hình An ninh TV, Góc nhìn sự thật, truyền hình Nhân dân, v.v. Nhưng thưa Thiếu tướng Tổng biên tập và toàn ban biên tập, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mới đây, vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, quý báo đã đăng một bài viết kết án tôi nặng nề với mưu đồ thâm độc lương lẹo cấu kết với Đảng Việt Tân để làm cách mạng trắng lật đổ thể chế chính trị Việt Nam hiện nay mà tôi kính phục vô cùng. Theo tôi,
Công an và quân đội là hai thanh bảo kiếm quý của đảng và nhà nước. Thì báo quân đội nhân dân là tiếng nói của Bộ Quốc phòng thì có ảnh hưởng lớn vô cùng. Biết bao triệu binh sĩ và cựu chiến binh trong và ngoài nước đọc bài báo này thấy báo nói tôi là cấu kết với khủng bố Việt Tân thì họ có cái nhìn không tốt về tôi và hiện nay lại có trò có thể do bọn chống cộng cực đoan giả danh là cựu chiến binh hâm dọa giết tôi. Đó là sự thật. Nhưng tôi nghĩ người mà hâm dọa thì chỉ là cái người chống cộng cực đoan nói là cựu chiến binh thôi. Nhưng mà tôi không có sờn lòng. Quý khán thính giả đã biết tôi đã từng bị đặt bom ở nhà, từng bị biểu tình rồi. Thấy không? Tác giả của bài báo đứng tên là Thăng Long. Nội dung bài báo thì xuyên tạc, cắt xén, bịa chuyện bài nói chuyện của tôi trên kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Clip 2128 ra ngày 7 tháng 11 để rồi chụp lên đầu tôi là lương lẹo cấu kết với Việt Tân đánh phá chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh vừa qua. Clip của tôi vẫn còn đó. Kính mong Thiếu tướng và ban biên tập dành chút thời giờ quý báu để đánh giá chính xác. Vậy mà Thăng Long vẫn bịa đủ chuyện đổi trắng thay đen để hãm hại tôi, làm bản thân tôi thắc mắc không biết Thiếu tướng và ban biên tập có duyệt qua nội dung bài viết này chưa. Nếu duyệt rồi thì không biết ban biên tập nghĩ như thế nào mà cho đăng, vì đây là một việc bịa chuyện vu khống trắng trợn. Và đăng bài như thế thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của tôi, vì bọn chống cộng cực đoan dựa vào đó đánh lận con đen để nhân danh mở ngoặc đóng ngoặc là cựu chiến binh hãm hại tôi. Đủ cách đủ điều, ngay cả tính mạng của tôi cũng bị đe dọa. Nếu mà ban biên tập chưa duyệt qua bài viết đó, tại sao bài viết này có thể lại được đăng trên tờ báo uy tín như Quân đội Nhân dân? Tác giả Thăng Long là ai và có mục đích gì khi viết bài đó? Tại sao tác giả lại không nêu đích danh tôi là Hoàng Dồn mà chỉ viết tắt là HGH, trái với quy luật báo chí chính thống? Tại sao trên tờ báo Diplomat không hề nói đến tên Hoàng Tứ Duy là thủ lĩnh của khủng bố Việt Tân mà tác giả Thăng Long lại viết đầy đủ tên Hoàng Tứ Duy? Danh dự của tôi bị thiệt hại nặng nề và tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Nếu tôi và gia đình có chuyện gì thì luật ở Mỹ quy định tội quy vô trưởng, thì báo Quân đội Nhân dân phải chịu trách nhiệm. Để tránh cho báo Quân đội Nhân dân phải chịu trách nhiệm, kính xin Thiếu tướng và ban biên tập buộc tác giả Thăng Long đứng đơn tố cáo tôi với Bộ Công an. Vì nếu tác giả Thăng Long biết tôi cấu kết với Việt Tân mà Bộ Công an đã liệt kê Việt Tân là tổ chức khủng bố thì phải tố cáo, không thì che giấu tội phạm hoặc là đồng lõa nữa cơ. Còn không thì theo bộ luật báo chí quốc tế, đăng sai vu khống chụp mũ thì báo Quân đội Nhân dân cho biết rõ tác giả là ai để người đó phải chịu trách nhiệm. Và cũng theo quy luật báo chí quốc tế thì báo Quân đội Nhân dân cần phải gỡ ngay trên mặt báo, và tác giả cũng phải công khai xin lỗi tôi vì đã làm thiệt hại danh dự của tôi cũng như tính mạng của tôi bị đe dọa. Còn không, nếu lỡ tôi bị cái chuyện gì hay gia đình tôi bị cái chuyện gì đó thì báo Quân đội Nhân dân phải chịu trách nhiệm tất cả. Tôi nói rõ như thế. Báo Quân đội Nhân dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không những ở tại Việt Nam mà nếu có chuyện gì đó thì ở nước Mỹ cũng có thể nói đến chuyện này. Đơn kiến nghị này của tôi nếu không được Thiếu tướng và ban biên tập giải quyết, vì danh dự và tính mạng của tôi cũng như vì sự đại đoàn kết hòa hợp dân tộc theo nghị quyết 36, tôi buộc lòng phải kiến nghị lên cấp trên ở Bộ Quốc phòng, rồi cứ tiếp tục lên mãi như là đến Bộ Chính trị của Việt Nam, hoặc lên nữa cho đến khi nào trắng ra trắng, đen ra đen. Tôi sẵn sàng chấp hành mọi quyết định của Đảng, của Bộ Công an,
phán quyết tòa án và mọi quy định luật pháp Việt Nam. Xin kính báo đến Thiếu tướng và ban biên tập, tôi sẽ đọc đơn kiến nghị này công khai trên kênh Góc nhìn Hoàng Dung. Vì thưa quý khán thính giả, viết cho ban biên tập và tổng biên tập thì là một điều mở ngoặc và đóng ngoặc là cũng khá riêng tư. Nhưng để đọc bài này tôi cũng phải kính báo đến như thế, rõ ràng, con người của tôi rõ ràng, chứ không có kiểu mà núp lùm hay là nói gì đó mà không nói rõ ràng. Thì tôi xin nói như vậy, trân trọng, Ao Hoàng tức là tôi là Hoàng Duy Hùng. Tôi đã gửi qua email cho các vị đó. Và bây giờ là tôi đọc bài đó để quý khán thính giả tường tận. Tôi nhất định làm rõ Thăng Long là ai. Và bài viết đó phải gỡ xuống ở trên báo Quân đội Nhân dân. Và Thăng Long phải xin lỗi tôi cách công khai, hoặc là đứng đơn tập thể kiện tôi đi. Còn không thì phải xin lỗi tôi. Có vậy thôi sẽ làm rõ Thăng Long là ai. Và nếu mà Thăng Long đó là Nguyễn Tuấn Anh đó, thì quý khán thính giả đủ hiểu liền thôi. Nhất định phải lôi cho ra được Thăng Long là ai. Vì đây là một sự rất nguy hiểm cho tính mạng của tôi rồi. Có những người cứ lợi dụng vào đó tấn công tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.